Xin chào quý chị Kiến Môi đây. Như quý chị đang thấy, hiện tại Kiến Môi đang cùng với các thành viên trong công ty đi mối. Cụ thể là 5 người, Kiến Môi xin phép giới thiệu về các thành viên từ người một trong công ty. Kiến Môi giới thiệu xong rồi, giờ thì vào việc thôi xử xong con mối này đã. Có vẻ là con mối răng này yếu hơn con mối co-op thế giới chỉ 5 thành viên với số lượng kiến là 41 con. Chưa đầy 2 phút con mối lớp xe này chỉ còn 50% máu. Hai thành viên của công ty Kiến Môi đã bị lỗi hiển thị đêm 0%. Và giờ là lúc sử dụng tuyệt kỹ gia truyền 99 đời Kiến Môi để lại. Tăng tốc thời gian. Hiện tại công ty Kiến Môi đang cần thêm nhân viên với điều kiện là siêng năng và có từ 2.000 cướp trở lên xin hết. Một số lưu ý khi vào công ty, quý chị nên đọc thông báo trong công ty của Kiến Môi và cùng phát triển công ty xin hết. Tiếp sau đó là con mối chúa đem chấm nước mắm là hết mất luôn. Và đây là một vài chuyện thú vị về mối chúa mà Kiến Môi tìm được. Mối chúa là loài côn trùng có màu trắng đục, to cỡ ngón tay cái, dài từ 3 đến 3,5cm, đầu nhỏ nhưng bụng thì to, căng mọng. Chúng có kích thước to gấp nhiều lần so với các con mối khác. Một vòng đời của mối chúa thường đẻ khoảng 15 triệu trứng. Đây là loại côn trùng khá quý hiếm và công dụng của nó được rất nhiều người quan tâm. Chúng cũng được xem là loài côn trùng sống lâu nhất thế giới. Nếu không bị tác động từ các yếu tố thiên nhiên và có môi trường thuận lợi, thì tuổi thọ của chúng có thể lên tới 25 năm. Sau khi diệt được mối chúa, Kiến Môi nhận được 2 ca mọt cổ và 2 ca điểm răng cùng với 30 phút không có mối. Và win luôn mối co-op thế giới. Sau khi đi xong mối răng và mối co-op thế giới sẽ không có cái skin mối nào hết, đúng là game nhái liên quân. Còn đây là bằng chứng Kiến Môi đã đi